làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Người làng tôi khuya sớm trên đồng, nắng mưa vất vả vài áo người thêm bạc, bông lúa vàng thấm ướt giọt mồ hôi, cho quê nghèo thành tháng người ơi. Làng tôi cong cong mái đình thật xưa, rộn sang trống trèo hội làng em hát. Mùa xuân xoan rụng tím sân đình, để người khắc khoải cánh thâu đợi người. Về nhà bữa nay ở nhà nè, nắng quá đẹp. Đi 30 ngày. Bữa nay hôm nay về tới nhà rồi. Giờ về tới nhà là nắng quá trời đẹp luôn. Xách máy ra ngoài tiếp. Ở đây thì đồng bào người Khmer đông. Nghe nhỏ em nói là từ ngày tôi đi tới hôm qua là mưa xuống. Cong cong có một chuyện đê, bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Mùa thu cúc nở tím chân trời, để người khắc khoải. Có bữa nay là bắt đầu nắng. Mưa bây giờ cái đường mương nước này nó cũng có nước chảy nè, nhưng mà nước nó đục ngầu à. Ở trên thượng nguồn á là người ta làm gì ở cảnh, ở trên chân núi á có lẽ là người ta làm cái gì trên kia cho nên mới có nước đục nó chảy xuống đây nè, chứ bình thường nước chỗ này chảy nước cũng trong. Này bà con ta cắt cỏ cho bò ăn, ở đây là chuyên môn vậy. Bữa nào cũng mấy người ta nuôi bò sáng lên là ta đi kiếm mớ cỏ người ta về để ta nuôi bò. Cái này là núi ở đồng bằng sông Cửu Long nha bà con. Núi này là núi Cô Tô. Bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Người làng tôi khuya sớm trên đồng, nắng mưa vất vả vài áo người thêm bạc, bông lúa vàng thấm ướt giọt mồ hôi, cho quê nghèo thành tháng người ơi. Làng tôi cong cong mái đình thật xưa,
ta cắt cỏ nè, cắt cỏ theo bờ ruộng này, có cỏ dại nó mọc theo bờ ruộng, có mưa những cỏ nó mọc nhanh mà. Bà con người ta cũng mỗi ngày ta kiếm bao mà bình thường nó một bao gì đó là cho hai con bò. Tôi phải cô phí đó không hả? Dạ. Ở cô mà. Mấy đệ tử luôn. Tình á. Tình nào ơi? Hả? Tình nào ơi? Hãy sớm chiều yên ả, đưa nắng qua dòng sông. Dòng sông quê đưa tiến bao người, tháng năm mong chờ bên cũ người không về. Cho yên bình những mái dạ bờ tre, cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru. Làng tôi cong cong có một chiến. Này của ai để vậy? Lưới này của ai để? Ấp đá ngại, ấp đá ngại hiên lưới bọc kê. Ô xa con cái bà. Hả? Thằng cáp lên vô một chấm mà nó chở nó, ôi chở nó vui. Còn là mấy con nhái, mấy con ếch con. À nếu bạn vô một chấm á, ếch con thôi. Không có cá hả? Cái này người ta chặn cá mà mùa này là toàn ếch không. Bằng ếch con. Ớt nhỏ nhỏ thôi. Cái này là bắt về nuôi thôi. Cái này chưa bắt về nuôi. Hả? Làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều người dắt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả, đưa nắng qua dòng sông. Người làng tôi khuya sớm trên đồng, nắng mưa vất vả vai áo người thêm ba. Bông lúa vàng có không? Wow. Cái gì? Cái phải cái gì? Cá lồng công hả? Nhiều không? Cá trê con hả? Đồng cá trê con. Tết nát. Đi đâu rồi? Rớt rồi hả? Dạ. Này cá trê con này. Nó còn nhỏ xíu à. Phải lấy với á. Hả? Hả nó đi. Để nó mau lớn. Mai mốt bắt nó lại. Hôm mưa có nước nhiều rồi. Làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người ra
giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ả đưa nắng qua dòng sông. Dòng sông quê đưa tiến bao người, tháng năm mong chờ bên cũ người không về, cho yên bình nhưng mãi ra đời. Con tép hả? Con cá lồng tông, cá gì chứ đâu phải cá lồng tông mà. Con cá gì đâu bắt bỏ ở đây coi thật. Cái lồng tông bay. Cái đó anh ta kêu cá lồng tông bay. Xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều chuột tiết á chấm ngày ni chỉ con với nhà ngày muốn khơi chim một tô lụ lụ một tô à. Hai cô này đi chở hèm, hèm là cái bã cơm mà người ta nấu rượu, người ta lấy rượu xong rồi còn cái bã của nó để kêu bằng hèm. Nhà hèm thì lấy đi nuôi heo. Đó, hôm nay hai đứa nó đi xe gắn máy, hôm nay đi xe đạp ra. Chỗ này cảnh cũng đẹp đó mẹ. Làng tôi cong cong mái đình thật xưa, xốn sang trống trèo hỡi làng em hát. Mùa xuân xoan rụng tím sân đình, để người khắc khoải cánh thâu đợi người. Hồi hôm tôi đi thì ở đây ruộng còn khô cằn, không có làm gì hết. Bây giờ tôi về thì ruộng đã có mạ xanh hết, xanh thấy mát mắt lắm. Mà cỡ 2 tháng nữa ở đây lúa bắt đầu chín cũng đẹp lắm. Ở đây là ở Tri Tôn nha bà con. Về tới Tri Tôn hồi hôm giờ sáng ra đi quay tiếp, thấy trời nắng đẹp quá, thấy nắng đẹp quá quay tiếp. Về Mi Mi nó mừng lắm nè. Mi Mi quen anh không hả? Lên đây nè, lên đây biểu nè, lên đi. Mi Mi vui không? Mi Mi nè, nhìn đây nè. Mi Mi nó mừng lắm đi. Tôi về nó mừng lắm. Cho em đêm thâu ư lời mẹ ru. Làng tôi cong cong có một chuyện đê, bóng ai đi về mỗi chiều mỗi sớm. Mùa thu
trời để người khắc khoải bên sông. Đợi